Thứ hai, lấy hai cái tay mình cầm chặt lại và đấm lên cái đùi của mình phía trước. 1, 2, 3, đấm lên đùi của mình, đấm đi. Đấm đi cho nó thoải mái, đấm nhiều chỗ vô, chứ phải đấm một chỗ không? Ok. Rồi, việc thứ hai, rồi cảm ơn các bạn, ngồi ngay. Và những người ngồi sau sẽ để cái tay mình lên cái tay người phía trước, hai tay. Để lên. Rồi, để lên. Ai ngồi sau để lên vai, chứ không phải là tròn qua vai. Ok. Chuyện thứ nhất làm cho một việc cố gắng chịu đựng. Thứ nhất là mình sẽ giúp bạn massage cho bạn khỏe hơn. Chuyện thứ nhất nghe là nè, 1, 2, 3, bóp, 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 bóp đi, bóp đi, bóp đi. Bóp, bóp, thứ ba là bóp, bóp nhiều vô. Chuyện thứ hai, đấm, 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 đấm vào lưng người ta. Chuyện thứ ba, so, 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 so cái lưng. So, 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 rồi tiếp tục, bóp, bóp. Nói nè, một, nếu hướng đi thứ hai, học văn hóa buổi sáng, buổi chiều học nghề. Hai, học văn hóa ít môn, không phải mười mấy môn như 10, 11, 12. Hiểu chưa? Điều thứ ba, sẽ được học miễn phí. Điều thứ tư, sẽ ra trường sớm với người ta và đi làm sớm. Sau này muốn liên thông thì 2, 3, 4, 6, 5, 7 đi làm, chủ nhật đi liên thông nếu cần. Ok, và tiếp tục một việc nữa, các em sẽ được gia chạm với môi trường nghề nghiệp và được trải nghiệm bản thân để mình hiểu về nghề, và chúng ta sẽ đi làm sớm để lo cho gia đình. Ok, đó là những lịch đầu dòng rất rõ hướng đi thứ hai. Một tí là lấy tài liệu và cầm về nói chuyện với ba mẹ. Rồi, tạm biệt nhau với những cái dặn dò. Một, tối nay về nhà cả lớp 8 và lớp 9 nằm gác chân lên trán. Gạch cho anh 5 cái gạch đầu dòng, 5 cái nghề mà các em mong muốn làm sau này. Rồi, điều thứ hai, lên trên Facebook gõ tìm 5 cái fanpage nghề nghiệp, like cho nó một cái. Vì sao? Hãy tận dụng công nghệ. Like fanpage nghề nghiệp để làm gì? Mỗi sáng nó đều để giờ gửi thông tin nghề nghiệp tới các em, để các em được đọc, để hiểu cái nghề. Vậy sao? Những đứa mà gửi thông tin tới đọc say sưa, quên ăn, quên ngủ, quên tắm á, quên gấu á, là những đứa đó rất hợp với nghề. Còn những đứa càng đọc mà cái mặt nó càng ngu hơn trước khi đọc á, thì chia tay sớm bắt đầu khổ. Chuyện thứ ba, làm ơn tự lên Facebook kiếm các anh chị là sinh viên trung cấp, cao đẳng, nghề lớp 9 cộng gì đó đang học những cái nghề mình đang thích, nói chuyện với các anh chị sẽ cho lời khuyên. Việc thứ năm, trước khi về dặn là làm ơn về nhờ ba mẹ, người thân, thầy cô tìm giùm anh những người người ta đi làm cái ngày mình thích á, ngày lễ, ngày Tết người ta sẽ về quê ăn Tết, hoặc tìm trong Bình Định, hoặc tìm ở thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ về tìm ngày họ về đó, mời giờ gia đình, mời họ ăn cơm cùng gia đình, hoặc là mời họ ly cà phê hoặc ly trà sữa, còn không có tiền hứng nước mưa mời ngồi nói chuyện với họ khoảng một tiếng thôi. Các em có hiểu là các em sẽ đơn theo nghề đó hay không? Nhớ năm gạch đầu dòng đó. Tiếp tục, một việc rất quan trọng trong buổi chiều ngày nay được mang tên ngọn núi chỉ đạo ba mẹ. Vậy câu chuyện ba mẹ thì làm sao? Chỉ nè, về nhà để thuyết phục được ba mẹ hướng đi thứ hai hay hướng đi thứ nhất á, thì làm ơn dựa trên nhiều cái góc độ sau đây. Nguyên tắc duy nhất với ba mẹ là đối thoại. Tập đứng trước gương mà nói thử đi. Và đối thoại dựa trên nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc 1, chọn thời điểm. Làm ơn muốn nói chuyện với ba mẹ về nghề nghiệp của mình thì chọn thời điểm nào ba mẹ đang vui á. Nhiều đứa ngu hơn cái con trong hộp sữa. Lúc ba mẹ đang bực bội, đang bị hết tiền mà nói đi chắc đang ăn chửi. Lúc ba mẹ mới đi làm về mà cũng sụt mép. Đó là chọn những lúc vui, ví dụ như là mới trúng số nè, số đầu thôi, hay mới thắng một cái vụ làm ăn gì đó, mới buôn bán, mới bán được lúa, được nông sản gì đó. Hoặc là những lúc mà ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau mà nhắc lại chuyện tình yêu của ba mẹ đó, nhắc lại ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đó, rồi nắm tay nhau, rồi trao nhau những cái hôn vội vã cho bùi chú gì đó, thấy không? Những lúc đó đang vui, chọn thời điểm khôn lên. Nguyên tắc thứ hai, thay lời muốn nói, bây giờ mình nói được đúng không? Tài liệu của thầy Bình, lấy về tài liệu nghề nghiệp, in ra, in trên giấy rắn đen á.
học ở đâu, con tốn tiền không, con buổi sáng học cái gì, buổi chiều học gì, chuẩn bị sẵn ba mẹ vừa hỏi là đã rồi, nhưng là cái xét là ba mẹ sẽ tin các em. Và nguyên tắc thứ năm khi nói chuyện với ba mẹ được mang tên là gì? Dạ, được mang tên là đi tìm đồng minh. Chỉ có những đứa ngu mới nói một mình thôi. Nói mình chịu nói không? Không. Vì sao trước giờ ba má có cho nói đâu? Đi tìm đồng minh là ai? Một, lôi anh chị em vô làm đồng minh. Lôi cô giáo chủ nhiệm, thầy giáo chủ nhiệm vô làm đồng minh. Lôi ông hàng xóm hay làm ăn với ba mẹ vô làm đồng minh. Thì mày đi. Tiếp tục, lôi cô gì chú bác vô. Lôi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại 15 đời vô. Và có một đồng minh này các em không bao giờ các em để ý. Ba trong đó kịch liệt, mẹ sẽ có xu hướng chống đối với ba, quay lại bảo vệ con, đúng không? À, hãy biến mẹ làm đồng minh. Vì các em có biết sao không, mẹ cực kỳ lợi hại. Vì đêm nào ba cũng phải ôm mẹ để ngủ, nhớ chưa? Một đàn bó tay đi tìm đồng minh. Dạ. Và anh có xin cô hiệu hiệu phó là 4:30 kết thúc. Và bây giờ tới giờ rồi. Và trước khi kết thúc, anh muốn các bạn làm việc này. Nhớ nè, anh làm bằng cái tâm nè. Vì nước như em đời mệt muốn xô không em. Chọn cho anh một trong 5 tấm hình sau đây để làm biểu tượng cho các bạn, niềm sở thích cho các bạn. Đừng có nhìn anh đâu có hình nào đâu. 5 tấm hình sau đây để chọn cho là tính cách của mình. Hình thứ nhất, hình tròn, suy nghĩ nha. Hình thứ hai, hình tam giác. Hình thứ ba, hình vuông. Hình thứ tư, hình thoi. Biết hình thoi không? Hình thứ năm, hình zig zag. Zig zag, zig zag, ok. Biết không? Zig zag, zig zag. Đó, ok. Chọn cho anh một trong 5 tấm hình đó mà chừa lựa cái tấm nào các em thích nhất để làm biểu tượng cho các em. Anh hỏi ai thích hình gì thì giơ tay đó nha. Hình tròn, 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn. Những người chọn hình tròn theo những nhà tâm lý người ta thống kê, đây là những người cực kỳ dễ thương và vô cùng tốt bụng. 2. Hình tam giác, 1, 2, 3. Cao lên. Cảm ơn các bạn. Người ta nói những người chọn hình tam giác là những người có trí thông minh cao nhất trong sân trường này. 3. Ai chọn hình vuông, 1, 2, 3. Những người chọn hình vuông người ta thống kê đây là những người sống cực kỳ thẳng thắn và vô cùng trung thực. Bạn mà có rất tiền chắc ăn nó sẽ lượm trả lại với điều kiện số tiền nó ít. Thề nghèo đó mà. Tiếp tục hình thôi, 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn, chúc mừng. Các em ơi hãy lấy những người chọn hình thôi vừa mới giơ tay, vì đơn giản đây là những người sống rất tình cảm và vô cùng chung thủy. Tiếp tục hình cuối cùng, xuất sắc, 1, 2, 3. Nhiều dữ. Cảm ơn các bạn. Những người chọn hình xuất sắc sau này đều trở thành lãnh đạo. Nhưng phong sân khấu đó có mấy mặt. Cái mặt sau có đẹp như mặt trước không? Bàn tay kép có mấy mặt? Màu trắng và trắng hết là bị mặt bạn đó anh hai. Trắng và đen. Và những tấm hình đó cũng có hai mặt. Những đứa thích hình tròn là những đứa sống cực kỳ dễ thương và vô cùng tốt bụng. Nhưng mặt trái của nó là nó cực kỳ ham ăn. Ăn nhiều là đi đó nha, là đai đó nha, tự hiểu nha. Những đứa thích tình tam giác, chỉ số thông minh nó rất cao nhưng nó lại không có tư duy chiến lược, nó chỉ thông minh giai đoạn ngắn thôi. Đau chỗ đó nha. Những đứa chồng hình vuông cực kỳ thẳng thắn và vô cùng trung thực, nhưng theo thống kê trong cơ quan nó là những người bị đuổi việc đầu tiên vì nó quá thẳng. Yeah.
Một, người ngồi thẳng, những người sau. Rồi, nói cái khác. Một, những người nào ngồi một cách tự nguyện từ hàng ghế thứ nhất, từ trên đến xuống tới hàng ghế thứ năm. May quá, chàng trai Lê Long Hiếu vẫn nằm ở vị trí thứ năm. La Long Hiếu, anh chuyển qua họ Lê luôn, chứ họ Lê nó dễ đọc hơn sao. Nhưng họ La là anh hùng, nghe đồn vậy. Nhưng họ Quỳnh là đẹp nhất. Má nói như vậy, ok. Em tin má, ok. Và theo thống kê, những người nào ngồi từ hàng ghế thứ nhất tới hàng ghế thứ năm tự nguyện nha, thì sau này trong công ty họ đều làm giám đốc. Đời đau nhất là cái đứa thứ sáu. Đây là cái điện thoại anh được tặng. Đây là cái iPhone 11 gì đó anh không biết. Rồi mắt lúc mới ra nghe nói cũng 30 mấy triệu. Anh không có chạy theo công nghệ đâu các em. Cô gái nhỏ là cô gái rất là giỏi nghề và cô ta chơi game. Cô ta chơi game rất giỏi và cô ta dìu dắt cả lớp chơi game. Và sau đó cô ta dìu dắt cả xóm nó chơi game. Và sau đó cô ta mở tiệm game. Cuối cùng cô ta mở 2 tiệm game. Cô ta là cô gái rất là quý, ai cũng biết mà. Tại vì những người dự tiệc sinh nhật của anh ngày 28 tháng 12 2019 vừa rồi, đó là lúc điện thoại iPhone 11 Pro Max mới ra. Và sinh nhật của anh, cô ta rất là quý anh. Cô ta bay từ Úc về. Cô ta là một cô gái học cấp 3, có nghĩa lớn hơn các em lớp 9 1 tuổi. Và cô ta bay từ Úc về và cô ta dự sinh nhật của anh. Và cô ta tặng anh cái điện thoại này. Anh thật với các bạn, anh không có chạy đua với công nghệ. Nhưng cái tính anh nó cũng ngại lắm các em. Tự nhiên người ta tặng quà, nhưng anh thấy anh nghĩ mình nên lấy, anh nghĩ phải. Ủa sao mình lại ngại cái chuyện đó làm gì anh Bình? Dạ, câu chuyện đó vì sao? Cô ta rất giỏi về game. Và cô ta qua nước ngoài á các em. Cô ta được nhận vào một công ty gia công game. Cô ta còn giỏi lắm. Và cô ta có một cái mong ước là cô ta sẽ làm ra những cái game mà để người nước ngoài chơi. Và tiền người Việt Nam không đổ ra nước ngoài nữa, mà muốn nước đòn ngoài đổ vào Việt Nam. Và cô ta làm ra một cái app game. Và cuối cùng người ta mua lại với cái chi phí mua lại. Và người ta mua lại cái ý tưởng của cô với cái chi phí, cái tiền tổng tiền là 98.000 cô. Và cô ta bay ngay về Việt Nam và cô ta tặng anh cái điện thoại này. Và một lần nữa, đây là một câu chuyện thành công dựa trên nghề nghiệp. Và đôi lúc game cũng là một nghề, ok. Xăm hình, thợ xăm hình cũng là nghề, ok. Tất cả những cái đó đều là nghề. Và muốn nói bạn là những tấm hình của anh bàn tay em có hai mặt. Vậy thì câu chuyện như này, trước khi tạm biệt các em, tỉnh táo lại, bớt hồn nhiên lại. Đứa nào nói tỏ tình nói thẳng một câu anh. Một, chém gì? Gì vậy? Gì vậy? Nói vậy nghe. Nói vậy. Anh nói chưa hả? Ô, không đi mà đi. Một, rắn vừa vừa. Biết rồi. Đứa nào mà nói tỏ tình nói câu anh. Có dám gì gặp ba mấy không? Ok. Anh thương em không? Khi nào cưới và lấy cái gì bảo chứng cho cái đám cưới này? Anh thích phong cách liều mạng của em. Và cô các bạn là gì? À, cứ hồn nhiên, cứ vô tư. Nhưng cuộc sống nghề nghiệp cũng như vậy. Hai mặt. Hướng dẫn viên du lịch xin lỗi các bạn, mặt trái của nghề rất buồn. Một, cô vứt vừa rồi hàng loạt người không có việc làm. Hướng dẫn viên du lịch, họ rất là khổ. Đứa em của anh đang rất vất vả vì không có tiền đóng tiền nhà trọ. Vì sao? Nó không về quê được vì nó đang học thạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Và cái nghề đó là hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên không phải là đi du lịch mà là đi làm du lịch. Không ai ăn nhà hàng đâu. Có ăn nhà hàng nhưng ăn cái phần cơm riêng của hướng dẫn viên đó. Nhưng mà ăn trên bàn. Hướng dẫn viên chia sẻ bạn là gì? Không phải là người đi xe hơi. Đi xe hơi là thật. Nhưng người ta nhìn người ta ngồi, người ta ngủ mà bạn phải đứng. Bạn nói người ta nghe. Người ta ói bạn chọn. Người ta chửi vô mặt bạn, bạn mới cười.
tội cho bà Mập, còn hàng loạt tai nạn nghề nghiệp sẽ đến với giáo viên nữa. Quan điểm cá nhân của anh rõ luôn á. Lỡ lời một câu thôi là cũng bị sầu đánh giá, một hành động sai thôi cũng bị sầu quy gán. Và những khoảng lặng nghề nghiệp rất buồn như vậy. Tiếp tục vui với em là gì à? Câu chuyện của bác sĩ á, không phải nhân viên đâu. Bác sĩ là Covid-19 vừa rồi là một, ra tuyến đầu mà chịu đựng. Hai, cắt luôn mái tóc. Mái tóc chuẩn bị làm cô dâu. Vì sao? Cắt tóc ngắn sẽ bảo vệ an toàn hơn. Ba, những hộp cơm rất là lạnh. Rất quá nhiều bệnh nhân, quá nhiều người. Kiểm soát được quốc gia đó. Quá nhiều người mà không ai kịp ăn hết. Và câu chuyện được mang tên là gì? Họ tháo đồ bảo hộ của họ ra đó. Câu chuyện được mang tên là gì? Hàng loạt vết hàng trên mặt của họ rất đau đớn, biến dạng. Và cái ngày của anh rất là buồn, vui, buồn chới. Đây là góc nhìn anh không dạy ai hết. Anh đưa góc nhìn còn nhận hay không thì tùy. Xin lỗi các bạn, chửi thì cứ chửi, ok. Một, chịu đừng nổi không? Hai, liên tục đi nè, không được về nhà nè, chịu nổi không? 12 năm đi nè, không phải lúc nào cũng có tiền đâu. Không phải lúc nào cũng hò nhán, lão vết đâu. Xin lỗi bạn nhiều bữa, xin lỗi bạn. Ra cái kia cũng không biết lạnh á, thở không được quá. Vì đơn giản là cảm giác đầy khỏi. Liên tục di chuyển lên máy bay, bán mạng từ Đắk Nông chạy về Cần Thơ xuyên đêm để kịp hôm sau dạy. Vì đã lỡ những lời. Con 10 tháng tuổi là mới được 10 hôm qua. 10 tháng tuổi ở Phú Yên, anh Bình Định, vợ thành phố Hồ Chí Minh, anh là rể miền Trung, rất nhớ con, về cũng không được. Hôm nay chủ nhật mà không được ăn cơm nhà, liên tục ngủ, liên tục di chuyển, ngủ trên máy bay mà xe hơi, và sẵn sàng chấp nhận những thứ nó đến với mình. Và chân trái anh không cho phép anh đứng được nữa. 12.000 buổi nói chuyện cho 12 năm nay rồi. Tổng số lượng người anh đã gặp gần 10 triệu người rồi. 1/10 dân số Việt Nam rồi đó. Và chia sẻ bạn có những cái anh gọi là phản lặng hoặc là mặt trái nghề nghiệp. Và hứa với mình trước khi chọn nghề nghiêm túc hơn, để chúng ta sẽ tròn vẹn với nghề. Và trước khi tạm biệt các bạn, nói câu này: tối nay về làm cho một việc, cố gắng cầm cái đôi bàn tay của ba hoặc của mẹ các em một tí. Nếu các em làm được, hãy cảm nhận cái hơi ấm đó. Anh muốn các bạn cảm nhận. Hãy nhìn vô bữa cơm gia đình các em mà hành động. Nếu 10 năm nữa các em không thay đổi được bữa cơm gia đình các em có tội. Và chương trình hôm nay tất cả đều vì các em hết. Đại biểu vẫn ngồi đây, tất cả chúng tôi đều vì các em. Đỉnh cao của con người không phải là giàu có đâu, mà cái cao nhất của con người anh cảm nhận được đó là hiếu. Cố gắng, đừng làm ba mẹ buồn nữa. Hành động theo hướng đi mà mình hợp nhất. Và luôn nghiêm túc trong từng cái hành động nhỏ. Và luôn nghĩ về ba mẹ trước khi làm cái gì đó, thì đó sẽ là hiếu. Chúc các em là một đứa con luôn hiếu, và nghề thì luôn đúng. Một tràng pháo tay, tạm biệt. Đúng chính xác giờ, ghê không? Facebook của anh là Quỳnh Anh Bình, có tích xanh. Tích xanh. Tích xanh là chính chủ. YouTube của anh rất nhiều bài giảng về hướng nghiệp và kỹ năng, buồn cứ lên trên xem. YouTube của anh là Quỳnh Anh Bình Official. Lúc bạn anh vừa mới được nhận xong. Bình thường thôi, má nói anh giỏi nhất Việt Nam. Anh tin má. Hôm nay trước khi tạm biệt, ai 4 tháng 10 là hôm nay, ai trong sân trường này có sinh nhật, anh Bình sẽ tặng quà. Lên đây cô gái. Lên đây cô gái. Thật hạnh phúc. Sao không dành tình cảm cho cô gái có sinh nhật trong ngày hôm nay đi à? Cô gái đứng đây. Tên bạn còn bao nhiêu phần quà đứng chính giữa nè. Em tên gì? Cái gì? Tường Vi. À, Tường Vi. À, được còn mấy phần anh? Dạ, xin phép này chuyển cho các đại biểu đi ạ. Dạ, anh chuyển như thế nào thì đại biểu sẽ lên như vậy ạ. Dạ, xin hẹn mời mỗi đại biểu sẽ nhận một phần quà. Và có một niềm vui đó là tất cả đại biểu sẽ lên tặng quà cho Tường Vi trong ngày sinh nhật ngày hôm nay. Ok ha? À. Xin mời đại biểu ạ. Dạ, xin mời đại diện các thầy cô. Trời ơi, dễ thương quá, quyện đòn rồi thầy cô. Xin mời thầy cô đứng lại ạ. À. À, xin cho chúng tôi một tấm hình để đây coi, đây là sinh nhật rất là tuyệt vời của em. Mời thầy cô ơi, thầy cô có thể lên chụp một tấm hình.